Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 8 tính chất ba đường cao của tam giác. Câu hỏi mở đầu: làm thế nào để tính khoảng cách từ mỗi đỉnh đến cạnh đối diện của một tam giác? Ví dụ chúng ta muốn tính khoảng cách từ cái đỉnh này đến cái cạnh đối diện với nó là cạnh này, thì chúng ta làm như sau. Chúng ta kẻ đường vuông góc, kẻ đường vuông góc xuống cái cạnh này. Rồi sau đó chúng ta đo cái đoạn từ đây tới đây. Đó, thì cái đoạn từ đây tới đây chính là khoảng cách từ điểm này tới cái cạnh đối diện. Tương tự như vậy, muốn tính khoảng cách từ đỉnh này xuống cái cạnh đối diện này thì chúng ta cũng kẻ đường vuông góc ha. Rồi chúng ta đo cái đường vuông góc này. Và cuối cùng, nếu mà muốn tính khoảng cách từ đỉnh này xuống cái cạnh này thì chúng ta kẻ cái đường vuông góc. Và chúng ta đo cái đường vuông góc này. Được chưa? Đó. Thì trong bài học này chúng ta sẽ được học cái đường vuông góc này, chúng ta gọi là đường cao nha. Đường cao. Một nhỏ đường cao của tam giác. Học động 1. Em hãy vẽ một tam giác ABC trên giấy. Sau đó dùng eke vẽ đoạn thẳng vuông góc từ đỉnh B đến cạnh đối diện AC của tam giác. Vẽ tam giác ABC trên tờ giấy, sau đó dùng eke. Thì nếu mình không dùng eke cũng được ha, mình dùng cái thước này. Vẽ đoạn thẳng vuông góc từ đỉnh B đến cạnh đối diện AC của tam giác. Thì nếu mà dùng cái thước này thì mình vẽ nó sẽ tiện hơn các em. Mình nhìn nè, cái cạnh BC á, mình để nó trùng với cái lằn này nè. Được chưa? Nó trùng với cái lằn này. Rồi sau đó chúng ta kéo từ A xuống. Đó, chúng ta sẽ được đường vuông góc ha. Nó nhanh hơn là mình dùng cái eke. Rồi mình xong yêu cầu ha. Đoạn thẳng vuông góc kẻ từ một đỉnh của một tam giác đến đường thẳng chứa cạnh đối diện gọi là đường cao của tam giác đó. Đó, thì cái đường mà chúng ta vừa vẽ gọi là đường cao của tam giác ABC. Ví dụ 1, trong hình 1, đoạn thẳng BD là đường cao của tam giác ABC. Đây, đoạn thẳng BD, người ta kẻ vuông góc xuống cạnh đối diện là cạnh AC này. Trong trường hợp tam giác cầu thì chúng ta phải kéo dài cái cạnh này ra, rồi chúng ta kẻ cái đường vuông góc ha. Đôi khi ta còn nói đường thẳng BD là đường cao của tam giác ABC. Đường thẳng BD là đường cao của tam giác ABC. Đó, trong hai trường hợp ha. Nếu mà tam giác có ba góc nhọn thì cái đường cao này nó sẽ nằm bên trong tam giác. Còn trong tam giác mà có chứa cái góc tù thì cái đường cao ứng với một cạnh của góc tù nó sẽ nằm bên ngoài tam giác. Chú ý, mỗi tam giác có ba đường cao. Mỗi tam giác có ba đường cao. Thì đây là đường cao thứ nhất nè. À, đường cao thứ hai nè. Đúng không? Đường cao thứ ba nè. Đó, được chưa? Mỗi tam giác có ba đường cao. Còn tam giác này thì sao? Đường cao thứ nhất nè. Đường cao thứ hai nè. Đó, còn đường cao thứ ba, chúng ta kéo dài cạnh này ra. À, thằng này xuống. Đó, đường cao thứ ba. Nha, mỗi tam giác có ba đường cao. Thực hành 1, vẽ ba đường cao AH, BK, CE của tam giác nhọn ABC. Bây giờ mình vẽ tam giác nhọn cái đã. Rồi, tam giác nhọn A, B, C. Bây giờ chúng ta kẻ ba đường cao AH, BK, CE. Mình để cạnh BC nó trùng với cái lằn này ha. Đây. Đây là AH. BK. Mình để cạnh AC nó trùng với cái lằn. Nó trùng với cái lằn này. Rồi. Đây. AH, BK.
Rồi cuối cùng là CE. Được chưa? Đấy. Đó, ba đường cao AH, BK, CE. Rồi, chúng ta xong thực hành 1. Phần dụng 1. Vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh B của tam giác vuông ABC ở hình 2A. Đường cao xuất phát từ đỉnh B của tam giác vuông ABC. Đây, từ B mình kẻ đường vuông góc xuống xuống AC. Đó chính là đường này luôn nè. Đó. Cho nên là trong tam giác vuông lúc này thì cái đường cao nó trùng với cạnh AB luôn. Được chưa? Tiếp tục vẽ đường cao xuất phát từ đỉnh F của tam giác tù DEF. Đường cao xuất phát từ đỉnh F xuống tam giác tù. Đường cao vẽ từ đỉnh F của tam giác tù DEF thì lúc này mình làm sao các em? Mình kéo dài bạn này ra. Nè, mình kéo dài DE. DE ra. Đó. Rồi, sau đó mình để cái bút chì vô đây ha. Rồi mình ra cái thước tới. Sao cho cái lằn này nó trùng với cạnh DE. Đó. Lúc này đường cao của chúng ta nó nằm ở ngoài tam giác nha. Đó, đây là đường cao xuất phát từ đỉnh F của tam giác tù DEF. Rồi, chúng ta vừa tìm hiểu đường cao là gì? Chúng ta qua hai nhỏ, tính chất ba đường cao của tam giác. Vẽ một tam giác rồi dùng Eke vẽ ba đường cao của tam giác ấy. Em hãy quan sát và cho biết các đường cao vừa vẽ có cùng đi qua một điểm hay không. Thì cái hoạt động 2 này nó trùng với thực hành 1 đúng không? Chúng ta vẽ ba đường cao. Thì vẽ một tam giác rồi dùng Eke vẽ ba đường cao của tam giác ấy, chúng ta đã làm xong. À. Rồi em hãy quan sát và cho biết các đường cao vừa vẽ có cùng đi qua một điểm hay không. À, từ quan sát mình thấy là ba đường cao này nó cùng đi qua một điểm. Được chưa? Ba đường cao này nó cùng đi qua một điểm. Ta thừa nhận tính chất sau đây. Định lý ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm. À, các em chú ý nha. Thì ở hai bài trước chúng ta học là ba đường trung trực cùng đi qua một điểm. Rồi ba đường trung tuyến của một tam giác cũng cùng đi qua một điểm. Còn bây giờ là ba đường cao của một tam giác nó cũng cùng đi qua một điểm ha. Ví dụ 2, trong hình 4, ba đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cùng đi qua điểm H. Ba đường cao AD, BE, CF cùng đi qua điểm H. Chú ý, ta còn nói ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Đồng là cùng, quy là quy về một điểm. Có nghĩa là đồng quy có nghĩa là cùng quy về một điểm. Ha, đó là điểm H. Điểm H được gọi là trực tâm của tam giác ABC. À, các em chú ý nha. Trực tâm, nhiều bạn cứ nhầm là trực tâm là giao của ba đường trung trực. À, thấy có chữ trực là tưởng là giao của ba đường trung trực. Nhưng mà không phải. Trực tâm là giao của ba đường cao nha. Ba đường cao nó giao nhau tại H thì H gọi là trực tâm. Có nghĩa là trực tâm là giao của ba đường cao. Và nếu mà tam giác là tam giác nhọn thì trực tâm nó sẽ nằm bên trong tam giác. À, đây. Tam giác có ba góc nhọn, mình gọi là tam giác nhọn, thì lúc này trực tâm nó nằm bên trong của tam giác. Đó. Còn tam giác vuông thì trực tâm nó sẽ trùng với đỉnh của góc vuông. Đây, tam giác ABC vuông thì lúc này đường cao AD này. Đó. Rồi CA nó cũng là đường cao luôn. BA nó cũng là đường cao luôn. Đó, có nghĩa là ba đường cao này nó sẽ cắt nhau tại tại A. Cho nên A cũng chính là trực tâm. Được chưa? Có nghĩa là tam giác vuông á, thì trực tâm nó trùng với đỉnh của góc vuông.
Trực tâm nằm ở đây. Còn đối với tam giác tù á, thì trực tâm nó sẽ nằm ngoài tam giác. Đó, ba cái này các em chú ý để mà làm trắc nghiệm nha. Những câu trắc nghiệm người ta sẽ hay ra vấn đề này. Đây, tam giác ABC có góc này lớn hơn 90 độ, cho nên chúng tôi gọi tam giác ABC là tam giác tù. Lúc này đường cao thứ nhất nè, AD này, mình kéo dài ra ở đây. Đường cao thứ hai là CE, nó vuông góc với AB này. Đường cao thứ hai. Và đường cao thứ ba, mình kéo dài CA ra. Đường cao thứ ba đây. Đó, đường cao thứ ba này. Ba đường cao này sẽ cắt nhau tại H. Nên H chúng ta gọi là trực tâm. Và lúc này mình thấy là trực tâm nó nằm ngoài tam giác. Được chưa? Các em chú ý ba điều này ha. Đây, ví dụ như là tam giác tù như thế này. Đây, tam giác tù. Thì đường cao thứ nhất nè. Đó. Đường cao thứ hai nè. Từ đây làm sao mình hạ đường vuông góc xuống thằng này? Mình phải kéo dài bằng này ra. Đó, rồi mình hạ đường vuông góc xuống. Được chưa? Đó, đường cao thứ hai. Còn đường cao thứ ba nè, mình kéo dài bằng này ra. Rồi mình từ đây mình hạ đường vuông góc xuống. Đó, được chưa? Đường cao thứ ba. Đường cao thứ nhất mình kéo dài ra. Đường cao thứ hai kéo dài. Đường cao thứ ba kéo dài. Đó, ba đường cao cắt nhau tại một điểm. Điểm này là trực tâm, nó nằm ngoài tam giác này ha. Nằm ngoài tam giác này. Thực hành 2. Cho tam giác LMN có hai đường cao LP và MQ cắt nhau tại S như hình 6. Chứng minh rằng NS vuông góc với ML. Chứng minh rằng NS à, NS là thằng này. Nó vuông góc với ML. Nó vuông góc với ML. Vậy mình kéo dài ra. Đó, người ta bảo là chứng minh là thằng này là vuông. Đó. Mình chứng minh như sau. Thì tam giác MLN có MQ, LP là hai đường cao cắt nhau tại S. Cho nên S sẽ là trực tâm. Được chưa? S là trực tâm. S là trực tâm, suy ra NS cũng sẽ là đường cao. Hay NS vuông góc với LM hoặc là ML. Được chưa? Đây, mình trình bày như sau. Tam giác LMN. Thực hành 2. Tam giác LMN có hai đường cao LP và MQ. LP và MQ cắt nhau tại S. Nên S là trực tâm. Đó. Mình biết rằng là ba đường cao cùng đi qua một điểm mà, đúng không? Trên S là trực tâm thì NS cũng sẽ là đường cao. Được chưa? Do đó NS cũng là đường cao. Chính xác nó là đường cao thứ ba, đúng không? Nó là đường cao thì có nghĩa là NS nó sẽ vuông góc với ML. Hay NS vuông góc với ML. Bởi vì đường cao mà. Đường cao là đường mà vuông góc với cạnh đối diện ha. Rồi mình xong thực hành này. Chúng ta qua vận dụng 2. Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại trực tâm H. Tìm trực tâm của các tam giác HBC, HAB và HAC. Rồi bây giờ chúng ta vẽ tam giác ABC ra cái đã. Rồi. Đây là vận dụng 2. Tam giác ABC. Rồi bây giờ mình vẽ ba đường cao.
Bình ga thứ nhất nè. Đường cao thứ hai này, và các em chú ý rằng là đường cao thứ ba mình sẽ đi qua điểm này ha, mình không cần canh nữa, mình đi qua điểm này là được, bởi vì ba đường cao cùng đi qua một điểm mà, đúng không? Đường cao thứ ba này, à, chúng ta đã vẽ xong ba đường cao AD, BE, CF, AD, BE, CF. Rồi bây giờ người ta bảo mình là tìm trực tâm của các tam giác HBC. À, ba đường cao này cắt nhau tại H cái đây. Rồi bây giờ bảo mình là tìm trực tâm của tam giác HBC. Tam giác này. Đó. Tìm trực tâm của tam giác HBC. Thì trực tâm là gì? Trực tâm là giao của ba đường cao hoặc là hai đường cao là đủ, được chưa? Mình thấy nè, xét tam giác HBC, mình thấy là HD là đường cao thứ nhất, được chưa? HD là đường cao thứ nhất. Còn đường cao thứ hai đâu? Mình kéo dài cạnh BH ra, mình thấy là CE nó vuông góc với BH. Vậy thì CE sẽ là đường cao thứ thứ hai, đúng không? Đường cao thứ nhất là HD, đường cao thứ hai là CE, hai đường cao này kéo dài ra cắt nhau tại A. Như vậy thì A sẽ là trực tâm của tam giác HBC, được chưa? Ok, mình nói là xét tam giác HBC. Tam giác thứ nhất là HBC. Có HD, có hai đường cao. Đường cao thứ nhất là HD. Và đường cao thứ hai là CE. Đó, có hai đường cao. Tam giác này nè, có hai đường cao cắt nhau tại A. Đó. Đường cao thứ ba của tam giác này cũng là BF, cũng cắt nhau tại A, nhưng mà chúng ta chỉ cần hai đường là đủ để mà xác định trực tâm nha. Tam giác này có hai đường cao HD và CE cắt nhau tại A, nên A là trực tâm của tam giác HBC. Đó. Tiếp theo, tam giác HAB. HAB. Rồi, tam giác HAB, tam giác này các em. Thì cũng tương tự như vậy. Mình xem nè, HD sẽ là đường cao thứ nhất. À, HD. HF, sorry các em, HF là đường cao thứ nhất. Đường cao thứ hai đâu? Mình kéo dài BH ra. Từ đỉnh A, mình hạ đường vuông góc xuống là đường này, đúng không? Như vậy thì AE sẽ là đường cao thứ hai. Đó. HF là đường cao thứ nhất, AE là đường cao thứ hai. Hai đường cao này kéo dài cắt nhau tại C. Cho nên C sẽ là trực tâm của tam giác HAB. Được chưa? Xét tam giác HAB có hai đường cao HF và AE. Cắt nhau tại C nên C là trực tâm của tam giác HAB. Đó. Thì cái bài này người ta cũng có thể đưa vào trắc nghiệm ha. Ví dụ như là người ta nói là cho hình vẽ trực tâm của tam giác HBC là đáp án A điểm D, đáp án B điểm E, đáp án C
điểm B và đáp án D điểm A đó, chẳng hạn vậy ha. Cho nên các em phải hiểu bài này ha để mà mình làm trắc nghiệm. Rồi và tiếp theo là tìm trực tâm của tam giác HAC. HAC là tam giác này. Đó, thầy cố tình thầy khoanh cho các em dễ nhìn ha. Chứ còn các em làm thì không cần khoanh. Đó. HAC thì mình thấy là đường cao thứ nhất là HE. Đúng không? Đường cao thứ nhất là HE. Còn đường cao thứ hai đâu? Đường cao thứ hai là từ đỉnh 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 đây chẳng hạn vậy. Vuông góc xuống cạnh đối diện. Cạnh đối diện của nó là cạnh AH, mình kéo dài AH ra. Đó, từ đỉnh mình hạ xuống, vuông góc. Đó, như vậy thì CD sẽ là đường cao thứ hai đúng không? Nè, cạnh AH kéo dài này. Từ đỉnh C mình hạ đường vuông góc xuống này. Đó, như vậy thì CD là đường cao thứ hai. HE là đường cao thứ nhất, CD là đường cao thứ hai, hai đường cao này kéo dài cắt nhau tại B. Như vậy thì B sẽ là trực tâm của tam giác HAC. Tiếp theo, xét tam giác HAC có HE và CD là hai đường cao nó cắt nhau tại B, nên B là trực tâm của tam giác HAC. Đó. Tóm lại, trực tâm của tam giác HBC là A. Còn trực tâm của tam giác HAB là C. Còn trực tâm của tam giác HAC sẽ là B. Ok, rất là thú vị đúng không? Rồi, chúng ta xong vận dụng 2. Thì cái vận dụng 2 này như thầy nói cũng hay trắc nghiệm ha, hay ra trắc nghiệm. Rồi, chúng ta xong phần lý thuyết luôn các em. Thì phần lý thuyết này chúng ta học về đường cao của tam giác. Thì một tam giác sẽ có 3 đường cao. Đường cao là đường mà vẽ từ đỉnh vuông góc xuống cạnh đối diện ha, đường cao. Và tính chất thì ba đường cao này sẽ cắt nhau tại một điểm. Điểm này chúng ta gọi là trực tâm. Chú ý nha, trực tâm là giao của ba đường cao chứ không phải là giao của ba đường trung trực nha. Và nếu mà tam giác là tam giác nhọn thì trực tâm nó sẽ nằm bên trong tam giác. Tam giác là tam giác vuông thì trực tâm nó sẽ trùng với đỉnh góc vuông. Còn một tam giác là tam giác tù thì lúc này trực tâm nó sẽ nằm bên ngoài tam giác. Ok. Rồi chúng ta tạm dừng video ở đây. Thì xem xong video, các em làm phần bài tập ở trang 78 để hôm sau so sánh kết quả với thầy An. Thầy An hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Thầy An chúc các em học tốt.